Chỉ để một em đeo nha mọi nội người. Dung đã. Đi tia ơi, bọn anh chơi trò này là từ từ chúng mày để ý, ta nói đi tia bọn anh chơi trò này là có cái luật là không phải bậy bạ em nhá. Ừ. Cười cái gì? Đi cu cười. Không cười cái gì luôn. Tại cái từ nó bậy thì phải bậy. Từ nào bậy? Đấy từ bậy bắt đầu là từ bậy. Lại lại đi nó phải phẩm thôi. Vào luôn đi, cực sở tát game luôn đi đủ người rồi, 10 trên 10 rồi, chặt trội lắm rồi đi này. Vào ngay đi. 9 người. Sao vừa vào tao đã là cái thằng phải đi cái gì đây? Cái này là cái gì? Cái tư này là cái kiểu... Anh bị nghĩ cái từ anh hỏi mọi người. Được rồi đây. Bấm từ cho chúng mày. Ờ, em sao em vẫn loading? À, anh Dũng vẫn đang nghĩ từ. Tao đang nghĩ từ. Rồi. Hai từ. Hai bốn. Văn chú. Văn học à? Chú. Nha anh à. Ê, cái này cái thùng rác. Rác léo đâu? Rác. Đái bậy à? Giếng. Cái gì đấy? Giếng gốc cây, cái gốc cây ăn phải. Cái bông. Cái mũ. Á, ngồi đầy giếng à? Ê, anh ngồi đầy giếng không phải? À, cái giếng. Kiểu gì đấy? Cái gì đấy? Cái giếng. Đây là một con vật. Có cái gì liên quan tới cái giếng á? Gần lắm. Anh ngồi đầy giếng còn gì nữa? Rồi, lại không đánh. Không, cái cổ tích nè. Anh ta gì đoán được rồi? Thần tơ sườn gì đấy? Con vật liên quan đến cái giếng. Một con vật. Ông chơi nhắc nhá. Ông chơi nhắc nhá. Bạn ơi, danh của tôi là gì? Liên quan tới cái giếng. Thằng nào? Giếng. Té giếng. Giếng đây. Ở đây giếng á. Cô phổ biến lại với mọi người là không được Huyền với cả Diti là không được nói từ người ra nhá, không được gợi ý nhưng mà không được nói từ người ra. Ơ sao lại Huyền lại ếch ngồi đây riêng ơi. Em phải nhìn cái cụm từ ấy kìa em ơi. Nhìn cái cụm từ nó trên nó giống như ảnh chơi treo cổ ấy. Của em là tiếng Anh, của em là tiếng Anh. Cô trả lời trước khi sao lại sạch tiếng Anh. Chữ đâu nè. Em đánh tiếng Việt thoải mái mà. Anh tiếng Việt thoải mái mà. Em bật Unity lên mà đánh. Không nhấu, được luôn. Ôi, mấy lại thứ hai là em nhìn cái cụm từ nó cái kia nó giống kiểu chơi treo cổ ấy chứ không phải em phải nhìn cái số từ của cái từ đấy em hiểu chưa? Nó từ cá bấm. Cá bấm nuôi dưới giếng đúng chưa? Thì không được lại bảo. Nhưng mà đấy nó có thể đến văn học cái này. Văn học thì chẳng tấm chuyện tấm cá mới chẳng văn học. Cổ tích thì làm gì? Tên tác phẩm. Không, tên tác phẩm thì xưa quá. Tên tác phẩm thì dễ đoán. Đầu em nó nghĩ là cô Tấm nhưng mà chữ sau có bà. Chết rồi, chết rồi. Nói cả từ ra. Cái gì đấy? Chú Kim cô Thảo à? Chú Kim đâu? Cô Thảo chú Kim. À không phải. Ông lão đánh cá. Ông lão đánh cá. Không phải. Không phải. Con cá vàng. Không phải ông lão đánh cá. Uốn từ khó nhỉ. Cái này nó có phải là cái hồ đâu, nó là cái bể nước chúng mày bị dở hơi à? Ngồi. Bể bơi à? Bể bơi mini nước à? Này. Cả muốn nước. Cái này là cái gì? Em đang làm gì đấy? Em đi đây. Khó vai rồi. Cái gì ngu công dời núi vậy? Cái gì dời núi? Cái gì dời núi? Ngu công, ủa anh không biết gì đó hả? Ngu công dời núi là anh biết đâu? Ngu công dời núi. À? Anh chỉ biết công công rời thành chứ anh không biết. Anh chỉ biết công rời hoàng thượng thôi. Anh chỉ biết tên cô ngồi cọc. Đây là gì? Mai Linh. Văn học. Từ để bật đi. Đây là cái gì? Đây là cái gì Mai Linh? Thành ngữ à? Thành ngữ. Thành ngữ. Cái gì đây? Thành ngữ cái gì đây? Cái gì nhỉ? Tát nước đầu đình chúng mày ơi. Đéo phải, đéo phải chính đình. Tát nước gì nhỉ? Tát nước gì nhỉ? Tát nước đầu nhà. Đéo phải tát nước đầu nhà. Không phải tát nước à? Tát nước đầu nhà. Cái gì nhở? Kìa, còn có chữ on kìa. Múc nước đầu đó. Nhà. Không, mày cái này là cái này là lon. Lon. Lon gì đấy? Lon. Lon nước nó lon. À. Ôi trời, nói thế thì ra đáp án rồi. Huyền có phải học hơi tốt. Em đang chưa biết viết được ở đâu gồ. Ok, em bật cái kia này viết vào cái chỗ cái ô viết cái kia. Cái ô typing to verse đấy. Khó đoán quá. Hơi khó thật từ, hơi khó. Bạn mấy cái khó đoán hay cực kỳ. Lúc như vậy cứ non. Bạn phải nhớ anh em gợi ý thì mới ra. Đây là một nhân vật. Bạn phải đọc gợi ý thì mới ra. Nhân vật. Vẽ đi.
tháp nước đầu bờ. Cái này là cái gì phải nói chứ, chưa chỉ thật kia lão hạc thật kinh thật thoáng liếng thoáng lên. Đây lão hạc em đây gì cu à? Không, hôm nay là một nhân vật. Nhân vật à? Nhân vật đeo đúng rồi. Chị dậu vàng, dậu vàng. Chị dậu chứ còn gì nữa, chị dậu à? Không phải để em đoán chị dậu rồi. Em nào nước văn đó ạ. Ba từ dậu dậu dài lắm. Cái này là, cái này là chú kim. Lão hạc, lão hạc, lão hạc. Ơ cái gì? Lão hạc sai đó. Lão hạc chúng mày chúng nó lừa đấy. Ơ đi mẹ lừa đó. Chị đi đoán được kìa. Là cái gì đây? Lão hạc thì nó phải. Tên thật lão hạc là gì? Tên thật lão hạc trong chuyện đấy là lão gì? Không tên thật của lão hạc, lão có tên chúng mày phải nhớ cái chuyện đấy. Lão gì? Huyền ơi chát ở chỗ tắt. Lão ý tên là Đạt. Lão ý tên là Đạt. Ông lão hạc tên thật là Đạt mà. Hạc Hạc Văn Đạt mà. Thôi cho Huyền thế này. Huyền biết chát ở đâu chưa? Biết rồi nhưng mà đang chưa biết. Anh đã bảo là lão hạc tên thật là Đạt cho nên là ông này là lão gì? Lão Đạt, lão Đạt. Lão Đạt chứ con gì? Cái ơi, Trần Đạt đây. Ông Đạt. Anh yêu ông Đạt. Ông Đạt. Thầy của Tôn Ngộ Không đấy. Còn 26 giây. Huyền này học hơi rốt. Đến trên đây rồi mà Huyền không biết thì anh hơi buồn đấy chứ. Mấy người phải lên nhà ban rồi à? Ừ. Bình tĩnh. Em phải vẽ cái hoa rất buồn vào. Phải bình tĩnh. Phải mẹ phát. Em không biết vẽ cái hoa này. Huyền chơi game giỏi nhưng có vẻ là mày đừng có tinh vi, không cứ ra vẻ gì Huyền đang vừa vào đang chưa quen, bình tĩnh. Đang lỡ ẩn dụ. Vẽ là phải ẩn dụ thì mới hay. Tu ngọc thả cây. Cái dài thế này. Cây mà bốn từ à? Công nhận đi cô vẽ đẹp nhỉ? Vẽ quá đẹp chuẩn luôn. Nhưng mà nó là cái gì? Ôi dồi, cái gì vậy? Nhớ kẻ trồng cây. Đi cung đá chim rồi. Sao con đi cung đã đoán được rồi? Anh vừa mà đoán được rồi. Ừ, ủa, cái cây gì vậy? Quá. À, cây khế à? Chữ on kìa, có chữ o, chữ n kìa. Ôi giời ơi, tôi trả lời xong rồi, anh em mới nhắc. Đoán được chưa? À, đây cái, cho tôi biết cái trả gì rồi? Gợi ý rồi. May mà gợi ý, không mình chả nhìn ra đấy là cây gì. Ăn quả. À. Tự nhiên Hunter nó viết câu kia cái mình nghĩ ra ngay ạ. À, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tự nhiên nó vẽ cái màu vàng mình mới trả lời trước khi anh em. Phải nhớ kẻ trồng cây đâu được đâu. 2 3 3 3. Thế tôi vẽ đẹp không? Quá đẹp luôn. Nhìn anh em đấy làm đoán đúng em lại nhớ ra. Tự bút nhau à? Đứa nào vẽ cái này đấy? Em à, Đạt à? Kỉnh chồng nó vẽ cây khế chồng kìa. Khế gì kia luôn chồng chịu. Khế thế còn gì nữa? Người ta đoán ra luôn đấy. Người ta trả vàng là người ta trả tiền vàng chứ đéo ai ném mấy cục vàng này vào nhà làm gì dở hơi à? Không hiểu luôn đấy. Thế là hay rồi. Cục vàng đấy còn gì nữa? Ai đoán đúng hết rồi đấy. Ăn một quả trả cục vàng còn gì nữa? Vậy gặp thằng Doraemon thì còn thằng con này xác định thì mẹ con chim. Nào thằng Smite có chửi bậy nhở? Phá biệt nhở? Cứ chửi bậy mồm, cứ há ra là chửi bậy, không hiểu luôn đấy. Giờ bỏ ngay đi. Tiêu chúng ta phải bỏ đi. Thật. Uầy. Dài thế nào? Cái gì vậy? Ơ. Ôi trời ơi, vẽ cái gì kìa? Tin là tin vĩnh biệt cụ. Ôi trời ơi. Chân dài thế. Váy công chúa, công chúa. Chúa. Cái gì đấy? Làm mấy cái mà phải chú lùn. Công chúa ngủ trong rừng. Không phải. Đúng rồi. Bảy chú lùn phải. Không phải bạch nàng bạch gì lùn đi có gì nữa bạn chỉ lèn đi. Chồng cao thế. Kinh đấy. Chúa và bạch chú lùn này trong đây gì nàng bạch tiết chú lùn. Đạt ơi, nàng Bạch Tuyết làm gì chú lùn đây? Sao lại nàng Bạch Tuyết chú lùn? Bảy chú hơi bị lùn. Bảy chú lùn, bảy chú lùn xếp hàng. Hunter còn công chúa, bảy chú lùn đâu tôi không đây. Bảy chú lùn xếp hàng, bẩn với hiểu. Giống làm tiên liên tưởng. Ủa tính ra cái này này là cổ tích luôn. Nó mà còn đấy Bạch Tuyết chân dài đấy, Bạch Tuyết lại chân dài đấy. Đúng chuẩn. Nàng Bạch Tuyết là bảy chú lùn. Cười quá, nó bụng quá.
Cái này hả? Nam cao. Tại vì anh em ít đẻ. Nam cao á? Nam cao. Nam cao. Tại vì chim. Lão hạc là cái chắc. Lão mấy con hạc kia. Chim. Đúng rồi em. Tao đã bảo rồi, một phát ra luôn, không phải nói nào mấy. Nhìn con chim rồi biết. Đéo hiểu đéo con gì. Cái này con ghê. Đấy là hạc. Khổ. Cái này con ghê. Ok, thế nào mà vẫn tim kia vẫn... Đi chưa biết à? Đi tim em ơi. Em nhìn Dũng ga trên băng thơ em kia. Ôi giời em. Con ghê khỏe thân. Em phải nghĩ tưởng nhá. Tôi là con gà rồi. Bây giờ phải ra phải chụp kim thì từ này dễ quá. Phải vẽ phải khác đi, phải biết ngay mà. GT này. Chọn quả đấy chọn từ hơi dễ. Ai đấy? DT. Cái này là người đang nằm trên giường. Báo công à? À không, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Cái điểm gì đấy? Để cứng đầu nhìn trăng sáng à? Mù lão ơi! Ủa cái gì ơi? Mù lão ơi! Anh Dũng nói thế đâu, không đoán ra gọi là sai. Không sao mình đánh cái kia sai được đâu. Thế giờ ông Dũng đoán rồi còn kia có sai ạ, nếu hiểu. Mày điên là sai bởi vì là tao sai chứ. Ôi, Hồ Chí Minh thiệt hả em? Đánh nhanh quá. Sao lại cứng đầu nhìn chân sáng? Cái gì đấy Hunter? Nhân bài rồi em ơi! Bất lệnh nhá. Nhân bài rồi em ơi! Lý Bạch khác em ơi! Sao lại Lý Bạch ở đây được? Mà không cẩn thận là viết sai một chữ này. Cứng đầu nhìn chân sáng. Lúc ông Dũng nói là cái câu đấy là tôi đã biết nó là chữ gì rồi. Ơi. Ông Dũng chắc là ông Dũng đánh nhật ký là chữ y ngắn như vậy. Đời nó cô liêu. Làm gì có chữ nhật ký y ngắn. Wow, cứ bên tốt kìa. Là còn chắp vá. Ok, ông Huyền kìa. Cái câu của Hunter là đúng rồi, em hiểu không? Y dài. Cái câu của Hunter là đúng rồi, Huyền ạ. Câu của Hunter đúng rồi. Em biết y ngắn. Ai kích mệnh nhật ký bậc mấy ông bà biết y ngắn ạ. Yên tâm rồi, mình đang top 2. Ai mà biết được, trồn. Chữ nào chả được. Vả vẫn... Phá lên top đầu. Hunter là Lý Bạch, đơn mệnh của hai từ. 69. Đâu đít? 69. 69 rồi. Cái gì vậy? Đã bách toán ta luôn rồi. Sao tôi đã bách toán ta biết rồi. Bạn ơi, nghề của mình mà. Ui giời ơi, bố lão của chúng tôi. Hay. Câu này thì để yên, câu này phải để tự đoán. Không thì... Phải để tự đoán. Nó là nghề. Mọi người thông minh ấy. Cái gì đấy? Cái này trong bàn cái. Cái này là bên cạnh tư thế ý, bên kia nó là cái giường, bên này là tư thế 69, gộp vào là cái gì? Đầu đít. Ôi ôi. Nó là đầu đít. À đít cũng dồn toàn. Huyền ơi, Huyền có nhớ Xuân tóc đỏ không? Huyền chắc chỉ biết đến Xuân lông đỏ thôi chứ biết từ sao được. Huyền học tốt tuần rồi. Em học hết lớp 7 đấy. Em có để ý cái từ đầu tiên không? Từ đầu tiên là từ bố, từ thứ hai là từ đường. Bố đường. Huyền có đọc tác phẩm Hạnh Phúc Của Một Tang Gia chưa? Không. Máy linh bắt đầu đấy. Thật, máy linh bắt đầu thể hiện về vì biết dạng này học giỏi văn rồi. Cố lên. Huyền không được 3000 điểm nữa, đùa. Em dễ đoán mà. Đây dễ đoán. Em biết là cái gì? Em đấy là sờ đo chứ số đỏ nào? Em phải có tiếng Việt. Em phải có tiếng Việt. Bật Unity lên. Em bật Unity lên. Không cần phải viết dấu nhưng mà bà bị hết thời gian. Ờ đúng rồi. Sâu to. Cái đéo gì sai này. Lại tứ. Cái chữ đầu mà ba là em đánh ông lão đánh cá này á. Gì đây mọi người? Đây là hình cái đầu. Đây là ông lão bắt cá. Ông lão bắt cá. Ông lão bắt cá. Ông nào ông có ba từ rồi hồi. Ông lão bắn cá rồi. Ông có ba từ kia bốn từ đầu tiên. Là mấy kìa. Cái đéo gì đấy? Cái đéo gì thân thân là rồi. Ơ. Thằng này hack nghe rồi, đéo có trò đấy.
Chữ ô kìa. Ô là gì? Ô là gì? Ô nhưng mà ô là xe trăm khúc. Tay áo kìa Khánh, tay áo kìa. À. Tay áo là cái gì? Tay áo là cái gì? Hay. Dạ. Cảm ơn. Sao sao chúng nó lại đoán được hết rồi? Rồi đoán đi. Tay áo kìa. Nhanh 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 nhanh. Mày đi trước tao sớm ơi. Ôi giời. À, con. Quên nhìn đi, con gì đấy? Huyền. Con này đã gợi ý rồi mà. Mẹ rồi. Mẹ con này là con gì đấy? Cái này là một câu tầm tám không? Có liên quan đến cái tay áo. Huyền, Huyền đi nào? Huyền, chui vào tay áo. Đánh anh em. Đúng rồi, đánh anh. Cái gì trong tay áo thì? Nuôi chó dòm nhà em. Nuôi chó dòm nhà. Nuôi gì trong tay áo? Nuôi con chim đi nữa. Người ta nuôi chim cho ấm quần chứ ai nuôi chim trong tay áo. Mày mà vậy. Lên level. Huyền ơi. Ơ kìa, Huyền ngắt rồi. Nhưng có 9 người nhau. Không, không, không. Huyền ngắt rồi, ngắt rồi, ngắt rồi. Lốt, học lốt. Này. Bà bó học rồi à. Cái này là cái gì đấy, mới chọn cái gì đấy. Đánh thử lại. Đáng thua là bực đấy. Cứ bực được nhiều. Bực rồi. Bực mình. Lại, nên tấm mẹ nó chọn cho mình thôi. Ghê vậy? Ai bỏ mày lâu? Ơ? À, Huyền bay rồi à? Không, em đây, em đây. Bữa nào chắc chắn là thử thách luôn. À, vẫn ở tại dưới vì à? Nó là 24. Ôi cái gì đấy? Thế à? Thế, 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 thế. Thằng này tao không được vẽ bệnh à? Lá à? Không phải. Không phải chiếc lá cuối cùng. Kịch xúc tích con cá vàng kinh quá nhở? Ôi em vẽ theo chữ mà. Để Rico nó lá. Đầu tiên là lá rồi. Ná dùng về cuội. Cuội về cuội. Không. Cuội. Về cuội. Làm ta cũng đang định đánh theo đấy. À tao đoán ra rồi. Lá gì à? Ná. Đi mọi người. Lá dùng về. Lá làng. Lá làng. Lá làng có Naruto. À. Trời ơi, thông minh như mình được mấy người. Lá gì đây? Lá rụng về cuội. Lá rụng về cuội. Nó bảo là lá làng của Naruto mà lại đánh vào đi. Naruto ấy còn gì nữa. Cái này là lá lành lùm lá rách. Lá rách đùm lá lá lá. Thật. Lá lành ơi. Đấy mà không đoán được nữa thì. Né né nắp đùm né nét. Mẹ đã vẽ cái lá hẳn ra rồi mấy ông vẫn còn. Thì kiểu không phải nhớ được ngay đâu mà mày nghĩ là dễ lắm. Vòng 2 rồi, vòng 2 rồi. Tao nhìn lại tưởng là không đủ chữ. Của em là có chữ sọ dừa, em đang nghĩ là vẽ cái sọ dừa kiểu đéo gì. Cục cái gì đây? Đá. Đá. Môi, cái môi, môi răng lại. Môi. À. Ôi chẳng có gì. Thì đấy, mua ở đâu vậy? Huyền. Không phải con. Mỗi lần em thức dậy, nhớ rửa mặt đánh răng. Huyền nhanh kinh chặt đấy. Huyền cứ cái gì liên quan đến mồm mùng, nhanh lắm. Huyền đang ngỡ điểm đấy. Không phải, em mới đầu em đang bị ngợp. Đang kiểu không trong đầu, không có cái gì. Hơi chậm anh em ạ. Nên chậm, nên quá, chậm quá. Cứ nhờ ông Dũng điểm cao đấy. Người đấy, người đấy. Còn thua Riku nhà. Ôi trời ơi. Mày linh. Ông lão đánh cá và con cá vàng cái gì nữa? Hoặc đúng phải. Rồi. Không, không, à, không phải. Chữ cuối. Chữ cuối là gì ta? Mẹ. Chữ cuối có hai. Lại môi. Môi vẫn là cái môi. Mụ Huyền ơi, cái câu này là gì em? Môi bú, bú gì đây? Bú môi bú. Trời im. Trời im. Dạ ở nhà vậy. Trời. Mày cái gì đây? Môi. Có chữ môi. Ôi môi u. Giống của ông Dũng vậy. Nghiệp tụ vành môi à? Nghiệp tụ vành môi. Nghiệp là bốn. Nghiệp là bốn. Mấy cái gì đây? Cười cụ hôn kiếp hôn cụ cười. Đoán ra được kìa. Đoán ra cái gì? À. Em phải dùng cái đầu chứ chả. À. Ôi, câu khó thế.
dài cười một nụ cười cái gì ấy? Một nụ cười một nụ cười luôn cười bằng một cười dành cho mắt này cười bằng bước bằng mười à không phải em cũng đang bước đi trên con đường về một nụ cười luôn he cố lên tin đi một nụ cười cười thỏ vàng cười lên Huyền ơi cười lên em ơi cười một điều nhịn bằng chín điều nhục cười người hôm trước hôm sau người cười em ơi anh em muốn tôi không đọc chat thì đừng comment đáp án nữa comment đáp án đấy không phải bảo đừng đọc rồi anh em cứ comment đáp án cho các anh không được không làm gì anh có giờ anh có giờ đọc toàn có bán sai đúng đầu em phải lựa đây dài quá là mình kéo thỉnh giáo nó được ấy cái sao ta một cây không cái này vẽ đơn giản thôi này lốc 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 đi lốc đỏ ba lốc cộng vào nhau ôi ôi ba lốc cộng vào nhau thì nó là cái gì Yasuo à, ta có chơi lo lờ đâu chúng mày thì... Yasuo à? Yasuo! Yasuo! Trời ơi, thông minh như tôi được mấy người? Ra cái gì? Rồi. Ba lốc. Ba cơn lốc. Ba lốc. Ba cơn lốc. Lốc xoáy của Yasuo ấy hả em? Ba lốc. Cái gì đó ấy hả? Chém ba lần đấy là gió bảy măng, góp gió bảy măng. Mơ ăn... À ừ, góp gió bẻ măng thật nhỉ? Đeo gió thành bão. Dễ mà. Nghe từ gió tôi đã biết. Con trai thần gió. Con trai thần gió. Ôi thế này thì... Thế này thì đi ti với Mỹ Huyền thì xúc miệng đi còn gì nào nữa thì chuẩn đi đi đi. Luôn đi nữa. Cười cái gì? Không được nhất à. Ôi anh mình lại nhất Huyền lại bét thế này thì... À đâu mình lại nhất đâu đi ti nó vẫn nhất mà. Ôi thế này mình lại nước đầu à? Ôi thế này thì... Để tay em xuống nha. Anh tròn ba cái mặt. Không anh vẫn nước đầu em. Anh vẫn đang nước đầu mà. Ba cái mặt. Ai về thử nát ra. Không phải. Thái tử đã cha. Đầu tiên tưởng nửa mày nửa mặt. Cái gì nhỉ? Xong rồi đấy. Các bạn cái gì? Ba cái mặt thành cái gì? Thầy bội xem voi. Thầy bội xem. Thầy bội xem voi không? Cái gì mà ba đầu sống. Khớp chữ luôn á. Khớp chữ luôn á. Mà kinh đi cu nó đoán kinh chất đấy. Ba đầu sống tay. Đấy. Ôi Mai Linh giỏi vậy. Ôi Mai Linh giỏi vậy. Trời ơi. Đã phải bứt phá rồi. Như này. Bạn Huyền tôi còn được ấy chứ. À đầu sáu tay. Rồi, tốt rồi, à, tốt rồi. Đúng đúng rồi. Đây là một cái chữ cuối cùng là cái chữ cuối cùng mới đó là cái bộ phận mà nó khó nói. Anh chỉ nói như thế thôi để em dễ hiểu. Em phải vẽ ra là nó đang bắn là cái gì ấy thì thể hiện ấy, kiểu là nó đang thể hiện được cái chữ cuối cùng ấy. Phải cho câu nào khó tí. Và vẽ nào khó đoán đi. Đây là số 1. Hãy dưới là số 1. Số 1 đặt vẽ hơi xấu mà nhìn ra số 1 ba mặt cái gì đấy là số 1 ba mặt thế này phim ta muốn ba mặt thì ba lời ba mặt thì ba lời nhiếp kênh chat anh em tỏ lao ấy thật. Tôi tắt kênh chat lời thật đọc làm gì trình khó thế nhở sao anh có thể sai như vậy được. Nono mới có cái chức năng là em phải chiêu tượng vào Huyền ạ, chiêu tượng vào. Nó nhanh nó chọn mất đấy, hết thời gian nó tự lấy đấy. 3, 4, 5 Lại chủ đề hai thằng người nhá. Vậy đỏ. Thằng người màu đỏ. Thôi cũng đỏ cũng được, thích màu đỏ. Ba lại người run à? Ủa, Quyền vẽ đẹp thật đấy. Bảo sao mà chuyển động ấy, kiểu như nó thích chuyển động á. Đấy. Đó là cái này là mặc váy đấy. Cái này là hoàng tử đang dắt công chúa ấy chơi còn gì. À, đúng hoàng tử rồi. Đi, đưa nhau đi trốn. Cố lên đi chơi. Đi đúng thật á. Quá chỗ ô kìa. Ô à? Ô gì nhỉ? Ô gì? Về muộn. Cái từ này là từ muộn à? Muộn. Không phải ai muộn không đủ. Từ lượng anh năm từ. Mèo à? Cái này là... Chó chứ mèo đâu. Chỉ có một cái này thôi. Cái từ đó là cái gì? Gì? Cái cong bên phải á, không phải cong mèo đâu.
Cái con bên phải là cái con. Được, cái cuối cùng nó là con chuột. Con chuột. Má nhìn như con mèo ấy, không hiểu cái gì. Thế là chuột tôi đúng rồi. Con chuột như nào, khổ. Anh em giỏi thật đấy. Chuột cũng hiên gì. Chết. Anh em luôn. Con này con chuột. Bà lời gì, trông như con chó ấy. Mình đoán con mèo nó gần gũi lắm rồi đấy. Anh trông như con lợn thế thế. Không, con này chuột đúng rồi. Mặt mũi cái trọn thế kia đúng chuột. Đúng quá. Không biết đoán à, thế con tí. Đi ti với Mỹ Huyền nắm tay nhau đi xuống lớp dưới rồi. Cố lên con... em ơi, con kia là con chuột rồi. Một cái tiểu thuyết gì liên quan đến con chuột. Tiểu thuyết á? Tiểu thuyết cũng được. Tiểu thuyết cũng được. Sao đâu. Tiểu thuyết nó là câu chuyện nhỏ đấy, đúng rồi còn gì. Em cứ tưởng đâu đâu người đuôi chuột chứ. À đầu người đuôi chuột à? Ngoáy ngoáy đuôi chuột. Không, anh chỉ biết cái câu đuôi chuột ngoáy ấy thôi chứ còn anh. Có ba từ thôi. Ngoáy lọ mỡ mà. Huyền em cười cái gì đấy? Em biết cái gì mà em cười? Em cười của Huyền nó thế đấy. Thậm chí cái lần anh nói câu này thì cô còn chưa cười mà em đã cười rồi thì mức độ của em rồi. Cái gì đấy? Nó vẽ cái gì đấy? Em cười là không có ý gì hết á. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Kinh chát tôi còn chậm anh em. Hình học không gian ấy. Ôi dồi ôi, cái gì đấy đây? Hình không gian à. Tập nắp tốt. Tập vẽ rất đẹp. Lịch tháng 9. Cúc, số 9 là lịch. Bóc lịch à? Bóc lịch. Bóc lịch. Đây là pháo à? Cái này là nó ghép rồi, cái này nó ghép từ rồi. Lịch tiêm trích. Cái gì đây? Là cái từ tiêm làm em biết luôn. Lịch. Cái lịch gì cơ? Cái kia là cái gì? Lại bảo không phải. Cái gì tiêm á? Thật ai nhắc chữ tiêm là mình biết luôn. À, hiểu. Cố lên Huyền. À, hiểu. Bà biết dưa hấu không? Cái số 9 cái là tên nào? Dưa hấu thì sao? Anh thì liên quan đến bây giờ mình viết thêm cái chữ kia kia. Trời thế gì? Giờ nó mới bổ sung thêm cái. Biết là dưa hấu là của ông nào chồng không? Tomorrow thì đó. Cái dưa hấu cũng một. Dưa làm tiệm. Thôi rồi, dưa làm tiệm. À Dương ăn tiêm à? À Huyền là cờ rớt bạn Dương rồi. Tôi quỳ mất rồi. Dương ăn tiêm. Tôi quỳ luôn đấy, tôi không biết nói câu gì hơn. Dương ăn tiêm. Được. Chả hiểu sao anh biết sổ mai như thế luôn. Ờ thì ngày mai đấy. Ngày mai đấy. Ngày hôm sau đấy. Nhìn thấy tiêm là phải đoán ra rồi. Tiêm lúc ấy nghĩ đéo ra được cái chữ gì. Không, nó vẽ cái kia tiêm mà đúng rồi. Tuấn tóc đỏ. Đúng rồi. Mình có đánh chậm ở thằng Đạt nhau chứ. Nó sợ vai tổng quý thế nhờ. Nhanh lắm. Cái này dễ đoán. Mình đánh thế là vẫn sau thằng Đạt ạ, cày. Cái này dễ đoán. Nhanh lắm. Em gõ từ lúc trước khi giờ mày nói rồi. Thế nào Huyền lại đánh nhầm cái gì? Lại Xuân SC à em? Hay ra mà lại nhầm Xuân. Em Xuân tóc đỏ đúng không? Nhìn thấy tóc đỏ lại đoán ra ngay. Đấy. Cơn mưa tình yêu. 3, 2. Gì đấy? Màu xanh. Hút vào mồm. Hút. Ok. Ủa cái này nhìn quen ta. Là cái gì đấy? Cái mặt hút thuốc à? Xanh này các anh. Xanh. Hút xanh. Vào xong rồi xanh ra hả? Xanh Pocolo à? Ông có được ký hiệu chữ không như các anh à? Không, ai cho viết chữ mà em buồn cười. Đây là đuổi hình bắt chữ em để viết chữ rồi thì con nói làm cái gì? Vẽ con ếch kiểu gì nhỉ? Không biết viết con ếch. Sao lại có con ếch? Con ếch không biết vẽ. Con ếch thì... Mày vẽ anh vậy. À, vẽ con ếch đây. Đúng rồi. Con ếch. Cái từ cuối cùng là từ... Không phải. Chữ y. Tỉa rồi. Chồng con ếch. Chồng. Ý là cái gì đấy? Tớ nghĩ cái gì đấy? Ếch xanh à? Chồng ếch. Em làm em nhớ tới cái
cái sợi dừa mà sợi dừa. Anh em hay gọi hai anh em stream hay gọi anh Namek là gì? Là thầy Namek. Thế là cái gì? Thì làm sao? Đây kìa, anh Namek đuổi đè đấy. Gì? Anh định đoán ra luôn ạ, vãi được kích. Gì cu như đập chát đấy. À rồi rồi, thế thì tức là cái này. Cái sao con Linh nó đoán ra được cái gì, cái từ đầu tiên là từ tã hay đãi cái gì gì đấy nhá, thế là tức là từ này nó không khó đoán quá. Có câu này á? Thật đấy, có câu này luôn á. Từ gì đấy mọi người? Sao lại là thầy đang mất? Thầy, cái này là cái gì? Ôi, lần đầu tiên nghe được câu này đấy. Mãi xanh à? Mãi màu xanh. Ờ, đầu tiên tôi tưởng còn là câu chữ thầy giả thầy cơ. Tao ra là câu này. Tao chịu chả biết cái câu, chưa nghe cái câu này bao giờ. Mãi xanh tối đi thì đó là cái câu gì mà anh em cãi? Đúng. Mãi cái gì mà mãi cái thầy rồi làm sao? Cái thầy rồi bị sao? Có câu này. Có câu này à? Chả thường chưa có nghe cái câu này bao giờ. Chưa, em đầu tiên em nghe thấy luôn. Ừ. Anh chỉ biết là cãi thầy bị ghi vào sổ ghi đầu bài thôi, chứ đấy chưa được nghe tới là cãi thầy núi đè bao giờ. Thế à? Anh nghe thấy câu này đúng không? Câu này thì em không biết là... Câu này đến anh không biết luôn, khó. Bọn anh không biết thì em biết làm sao được hả Huyền? Bày đặt em cũng không biết luôn. Dĩ nhiên. Cái điều thứ bài này. 2, 2, 5. Câu trong Nam à? Thế thì chịu. Câu này chắc trong Nam đấy. Có cô mài sắc. Con cu mày sắc khó. Khó cái cu teo. Mặt. Có cu. Anh em bảo là có câu đó mà anh em mình Nam xài nhiều à? À chắc chồng Nam xài nhiều. Cái gì đấy? Cái này chỉ của đường tướng thôi. Con gái hả anh? Sao có râu? Con gái thì sao có râu? Từ nó vẽ, từ nó vẽ chịu tượng lắm. Cái râu. Người đàn ông trong bộ tóc đuôi gà. Ừ. Sao hai thằng này đã đoán ra mình kinh chứ nhỉ? Theo chữ anh ơi, theo chữ anh ơi. Theo chữ. Ôi đấy. Đi vào đi. Theo quả kiêng hơi kinh đấy. À, em gọi sai chữ. Mày cái gì? Cái gì? Na cha thái tử. Na cha. Hiểu. Đúng rồi, đa mà có cái vòng cửa. Cái từ cuối cùng ấy, cái từ cuối cùng là từ đụ. Còn chúng mày tự xin mấy cái từ đầu tiên. Tơ lại đoán được ra từ cái từ kia mà đoán ra được. Kinh thật. Đồ ta không đồ nam. Em nhìn cái chữ U là thấy có vẻ giống chữ Quang rồi. Cô bé Quang khăn đụ à? Đấy là ông Dũng luôn. Nói thế mà chúng mày đánh hay không thì là việc chúng mày chứ. Cái này không quỷ đúng không? Quảng khăn cho nó ấm đỡ. À được đấy, ít chữ này. Chú. Chú, chú. Không, nó phải là cái gì đấy nó. Cái gì đấy? Mai vé, sợ mai vé à? Cái gì đấy? À, ta lâu đài. Úi dồi, lâu đài, không phải lâu đài đâu bạn. Em ơi, lâu đài tình ái đâu. Đây là... Đây là mũ à? Là vương miện. Đài hoặc là vương miện. Miệng à? Vậy khó nhỉ? Vương miện. Không phải. Khá mảnh. Khá mảnh. Làm gì có trong văn học, làm gì có khá mảnh, chúng mày bị sở người à? Lúc bách lại. Đây là bộ từ văn học khá mảnh cái gì? Đúng chữ luôn anh. Tựa. Không rồi đó à? Nhớ rừng không nhỉ? Ai kính ấy nhỉ? Ờ, hay đúng thật. Ơi mày có mình chưa rõ. Mày mình đánh nhanh thế. Trời ơi. Cháy rừng. Cháy rừng. Đúng. Đúng rừng rồi nhá. Rừng kìa. Đấy bậy. Từ này mà vẽ thì bậy lắm. Nên là thôi mày em được khó vẽ. Có chữ rừng thật rồi. Cái gì rừng vậy à? Không được vẽ bậy mà. Thế thì sao? Thế thì sao không được vẽ bậy mà? Không em vẽ mẹ rồi. Cái này chưa chắc là rừng đâu. Nứng à? Nón rừng. Thì chỉ có rừng vẫn đi bậy thì không phải. Có nhiều lắm. Sơn Tinh à. Sơn Tinh. Cái gì nào đấy? Ôi giời, thế mà mày bỏ bậy. Có Sơn Tinh Thủy Tinh nhưng mà đâu có Vương Miện đâu. Cần đẩy thế sau rồi. Là gì đấy anh em? Hunter còn nhà tranh đau với tôi. Vãi lìn ạ. Thở mài ông ấy vẽ trông kìa. Cái gì kìa? Này nó vẽ cái chữ đầu tiên. Nó vẽ sợ à, thật. Sơn Tinh Thủy Tinh. Requiem là sơ tê anh đánh luôn mà.
Em bên nào mà em đi đâu nói cho tinh anh cũng đánh luôn mà. Cô đánh tôi xin nói cho tinh anh đánh luôn mà. Đấy. Đấy, Sơn Tinh đẹp trai nhở? Chúng mày nhìn Sơn Tinh đẹp trai không? Không thể nào tin được nó là như vậy. Sơn Tinh đang cầm gậy gọi núi lên đấy. Mày vẽ con Tinh không được, vậy gì? Cái chữ Tinh vẽ khó quá. Quả ông Sơn Tinh của Sơ Mai. Nó có nòng nọc là được. Vẽ cái chữ Tinh khó vậy. Em vẽ nòng nọc đấy. Lại gì đây? Thua luôn đấy anh em ạ. Không phải bậy. Bậy đâu? Thế Kiều. Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng. Anh hiểu vẽ bậy kìa. Bậy nào? Bậy ai ở bậy? Kimochi. Cái này là Kimochi, không bữa anh vẽ Kimochi mà. Cái gì? Gần đúng. Con này là con nào trong văn học vậy? Như trong sinh á. Con Thế Kiều. Kiều ở lầu Ngưng Bích à? Thế Kiều ơi. Ơ, thì họa sĩ anh rồi. Thế rồi là đây rồi. Mất nhưng hai mà lần đoán đấy. Tác phẩm đó là chuyện Kiều mà ta. Đâu có thể. Cái gì đây Hunter đoán được rồi. Được là cái gì à? Công chúa. Công chúa. Tí công chúa gì? Hoa mi hoa mi hot. Nón nùng. Công chúa mà hơi lép anh ơi, em phải dễ to lên. Công chúa gì? Công chúa gì? Có loại công chúa gì ở trong văn học nhỉ? Hai con chú ghê. Công chúa bú cân. Công chúa bú cân. Chú người ta như này à? Có đéo đâu anh em nửa cái lìn. Công chúa hút cân. Công chúa đầu to. Chúng mày vừa vào. Công chúa đầu to. Công chúa đầu to. Công chúa thì sao nó đang bay kia? Nếu hiểu. Công chúa đầu to. Công chúa đầu to. Phẩm gì luôn anh em ạ? Tôi chưa nghe cái bác phẩm bác phẩm đéo nào luôn. Đầu to là thủ đô ấy. Cái đó là công chuyện công chúa. Có công chúa này à? Nếu hiểu luôn ấy, tao hiểu công chúa thì nó là công chúa này luôn. Thật. Bà lụt xoa. Tao không biết nhá, tao chỉ thấy từ khó tao chọn thôi nhá. Còn từ tao chịu. Con Rebazoon á, công chúa tóc dài á. Từ cái đầm đi chứ. Vẽ thêm đám mây cho chúng nó. Anh phải. Anh đấy sao nó phải như mây đá chim à? Chả như mây đâu, chính mày còn tắt thế nào nữa. Đó là đá chim rồi chứ còn gì nữa. Chứ cần từ ấy liên quan gì văn học. Liên quan đến cái này là 100% đá chim này. Đá cháp chứ việc đéo đá. Đá loài luôn. Đá bi thôi, chúng mày đừng bảo đá chim. Cái từ nó không có trong văn học tao biết được. 5, 6, 7, 8, 9. Để tao đọc cho mày tác phẩm đấy nhá. Có một nàng công chúa tóc giống mây, người ta gọi là công chúa tóc mây. Có công chúa tóc mây. Có, cái tao nhớ là có tác phẩm công chúa tóc mây. Sao không là công chúa ở trên mã mây đi. Chuyện nước ngoài sao ấy. Mai Linh chọn toàn cái dài ngoăng thế này. Anh định chứng sợ lỗ nhá, đừng có vẽ kiểu đấy nhá. Sao từng tiếng Việt làm gì có cái từ nào mà nó lại cứ thế cơ được. Ừ. Cái anh à? Alexander. Anh bị hội chứng sợ cái lỗ nhá. Cái này là Alexander cái gì rồi? Anh. À không, cái chữ kia phải chữ anh không tới được. Alexander. Cái làm gì có cái từ nào như thế được? Mai Linh ơi, từ này từ gì á? À. Ủa sao có chữ E vậy á? Rồi xong rồi. Vàng. Vàng. Anh hiểu rồi. Làm sao anh mà tao được không bán được thì chịu đây. Tiếng Anh thì em chịu á. Tiếng Anh em không biết tiếng Anh anh đúng rồi. Đúng phải. Không phải tiếng Anh đâu anh, dễ lắm anh ơi. Đây nha, bây giờ em xem chuyện bảy vào rồng cái bọn nó bắn trưởng ra như nào chưa? Cái thằng nó bắn trưởng ra kìa. Kamezoko nó bay ở bầm kìa. Nó đéo phải tiếng Anh. Chị này. Ghê không? Trúng thủ luôn, đếm thử xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 40 đấy. Huyền hình như ngày xưa thất học hay sao? Tao giữ được cái Alex là mình. Alexander. Làm nó cứ loạn hết cả lên. Cái này nó liên quan đến cái này liên quan đến Jack Ma. Đi Jack Ma đấy à? Jack Ma là số 40 kia. Ôi xong. Rồi, yên tâm, giờ vừa đánh vừa chơi. Ali hấp ạ. Alex. Có. Gì đây? À, đây. Con cá vàng khè. Aladdin. Aladdin muốn tích tính lượng. Người rồi. Đây rồi, đây rồi. Xung quanh cu rồi. Mày vẽ đi. Vẽ em vẽ nhỏ. Cô bé. Đây là cái gì? Chàng trai. Không phải rồi.
cậu bé. Cậu bé. Cậu bé ba mắt. Cậu bé đéo gì ý. Chắc chắn luôn. Đúng rồi. Cậu bé mồ côi. Cũng đúng, cũng đúng mà. Phải. Nhưng mà không phải. Trời. Cậu bé gì nhỉ? Không. Ai? Rồi. Nhìn quả áo là biết rồi các anh ạ. À, không phải phim này à? Tôi xem rồi, tôi biết. Phim này tôi xem rồi. Cậu bé rừng. À, có phải chăn kêu đâu đâu. Chăn. Chăn bé. Chăn bé. Không phải là cậu bé chăn kêu mà chú bé chăn kêu. Chú bé. Chú bé mà đúng. Chăn kêu đúng rồi. Đúng rồi đúng ạ. Không lẽ là cậu bé à? Cậu bé chăn kêu đúng rồi, cậu bé chăn kêu. May mà mình vẫn kịp đánh kịp. Cái này xem rồi. Phim này trẻ con thích lắm. À. Mấy cái từ mà ngắn ngắn. Mẹ. Tự dạ. Tại thằng Đạt đấy mà. Cái này rất dễ luôn, không đoán ra thôi. Top 3 từ dưới lên anh em ạ. Top 3 từ dưới lên. Trồng cây gây rừng lại... Không phải. Đéo gì đây. Cây. Chữ đầu tên gõ đi, gõ đi còn gì nữa, gõ đi còn gì nữa. Gõ đi còn gì nữa. Đẳng cấp chưa. Anh em view còn chưa tìm ra nhá. Cái gì đây. Chữ ai biết nha. Mình đoán chua chúng nó nhiều quá. Nghe cái kia là cái lẽ. Đấy, lúc người ta trả lời cái này là hoàn toàn sai nhá, đã là chiếc lá cuối cùng ở trên kia làm sao mà có đống lá kìa. Mẹ thấy vô lý. Đây cây phải không còn lá đấy chứ, đây cây lá xung xuê còn tinh vi. Không hiểu luôn rồi. Vậy sai bét bè bẹt. May mình suy luận sai. Anh đừng thôi, nói Huyền vậy nữa. Rồi. Sao? Như nào? Cái này từ khó quá. Từ khó còn chọn. Ừ. Ba từ mà. Em chưa kịp chọn là nó chọn cho em một cái câu 4, khó 4, nhất 3, 3. Rồi. Anh ơi, các anh ơi, em... Ừ, kia. Kép. Thế nào? Em xin cứ... Xin lỗi, cứ... em không biết vẽ cái này là như thế nào bây giờ. À, thế à. Cứ cố thể hiện hết sức đi em. Cứ cố thể hiện hết sức đi. Công chúa nọ nem. Ờ, công chúa nọ lem thật đấy. Thôi, công chúa nọ lem. Có chữ mập. Ngậm. Đấy, Mài Linh. Chí ngậm chứ đừng nhanh. Không hiểu luôn đấy. Ấp à? Ấp. Dập. Máy dập à? Hải Dương máy dập. Hải Dương máy dập. Hải Dương máy dập. Đây là... Đây là châu dập. Châu dập. Anh em giỏi đáp án đi. Ra đáp án đi. Khi nào bây giờ có vẽ qua anh ơi. Là gì anh em? Trận là đê. Đậu. Công chúa bầm dập là thế đó. Trận là ra tôi điều tra rồi. Chắc là công chúa thật. Nhưng mà công chúa gì đấy. Trận gì đấy. Không phải. Nếu mà công chúa gì. Nếu mà công chúa thì Huyền đã vẽ được cái hình cái công chúa ra rồi. Không phải công chúa. Không phải công chúa à. Khi nào bây giờ không vẽ được. Em không biết vẽ này luôn. Bố láo à. Gì đây. Ra rồi. Cái này là một cái tác phẩm của anh đã coi như là vang nhỉ? Danh cái gì đặt nhỉ? Đã vang danh trên à. Kịch trường quốc tế cho nên là anh nhanh lắm. Chúa hạt đậu. Em xem phim này rồi, em xem phim này rồi. Phim hả? Nó tên một bộ phim nữa, nó tên một phim một mà. một tác phẩm này để anh thấy thế nào anh Dũng? Một tác phẩm của anh nên nó gần em xem phim này rồi cho nên là nó anh đoán nhanh lắm. Nổi tiếng. À. Tôi không biết tác phẩm nào, tôi xem phim rồi. Đúng rồi, sao cái này không vẽ được rồi đấy. Nhớ hiểu Huyền vẽ cái gì kia. Tôi không biết vẽ nào mà. Mày có biết ngày trước anh từng làm cái con game là đường đời bất tận không? Cho nên là anh đoán ra ngay. Ghê nha. Tại sao anh Dũng không nhắc đường đời bất tận sớm hơn? Con game anh cũng làm đấy. Đầu tiên nhìn cái chữ ốc game mình cứ tưởng là hạt động. Mình cứ tưởng đặt đặt chứ. Không. Em tưởng cái công chúa rất tê và tự nhiên là cũng cái em cứ vẽ cánh đồng phẳng lưng ra gì đi.
đường đời học vẽ học là em học là em vẽ cái cánh rồi em vẽ cái miếng đồng đi chứ school ra xong sĩ à bác sĩ sĩ hoa súng không phải lang băm lang băm lang làm gì có tác phẩm nào là lang băm có anh cái phim đấy là đến đoạn cuối nó hơi bác sĩ không từ đầu bốn từ mà đúng à y là cái gì đây yeah. Mình vẫn chậm xong Dũng mày cái đéo gì đây mày nhanh hơn tao thì vì gì đấy không hiểu cái gì luôn đấy tác phẩm nữa tác phẩm gì đi cái này đâu phải tác phẩm đâu đây là câu mà ở đây là một câu kiểu thành ngữ à dạ dạ xong rồi đấy hai quá à đỡ đẻ anh à mẹ đẻ quá quá nhở đỡ đẻ đứa trẻ con với cả ông già đó anh Tứ ơi anh nói xong rồi mà nhưng mà anh Nam vẽ đẹp quá quá là bú gái đấy bệnh quá cả liền ô anh ở trên áo thôi đáng thật đấy nên vẽ sơ mi to nó dài vậy phải lên xuống đấy rồi kinh quá cả liền nè trời ơi GT ơi lại trượt rồi bài già quá rồi có điểm của DT tròn phết nhỉ 15.000 điểm rồi hay à ơ bất chừng là được rồi DT vẽ gì đem đưa alpha con cá con cá con cá biết nói ông lão đánh cá không phải ông lão không phải ông lão đi tông ngư à cái gì cái gì đâu gì em nói thôi nhưng mà em nhờ anh Dũng lên á bắt thay con cá ông mặt vui thế nhở mặt vui thế em hiểu rồi một câu nói về thằng Tứ con dạ, đúng rồi, đúng rồi, anh Tứ là cả chân luôn anh Tứ là cả chân cả tay cả mồm luôn Tứ là đánh cá bằng mìn mẹ rồi đi ti không phải cả chân luôn nó nhìn thấy đánh nhanh thế khiếp cá cái là chúng nó đã dài đầu óc bọn này nó đen tối nó chỉ sẵn sàng như thế mà em lại biết ngay đúng phong cách của tôi chết sao lại đúng phong cách sơ mai thế nào sao lại dài thế nhờ bắt cá tám tay tàu bảy bảy tên con sơn cu anh có chiêu bắt cá tám tay kinh đấy ai vẽ đây à nhìn gớm này con ma ma nữ tóc dài ma du dài làng không hiểu sao nhìn này nó đoán ngay cái từ đấy được làng có bốn chữ không phải cái này không phải là nàng làng nào người có màu hồng những cái gì người không phải người cục cấp người phụ nữ gì đó ông nâu à ờ cục xít nữ người phụ nữ và cục cấp đóng phân của người đóng phân thì can người đúng người của phụ nữ và à, không phải người không phải chữ vàng kìa không phải người phụ nữ rồi 25 khó nhờ này mà không đoán được bố láo này quá người đoán được rồi ông Du đoán được xem còn người đoán được nữa gì đấy là cái hiểu gì vậy rồi câu tục ngữ ca dao nào mà có từ shit có từ phân à cứ thề luôn ra hết nhiều chữ kia mà à cái này thề luôn đâu phải biết cái này hơi dài tí nhưng mà nó hơi bệnh cái nào đọc nó nhận là người phân cổ cắm sừng cao thêm vài phân anh nhà à không hiểu sao Hunter vẽ được chỉ đẹp tượng ơi, đến mức độ đẹp. Người đẹp mặc cái áo màu tím trông đẹp xinh thế khiếp cái này là con này vừa mới ị bậy xong bỏ trốn nhưng chả có liên quan gì đến câu này luôn
Vừa mới ngồi làm mãi xong rồi chạy luôn, bẩn. Người đẹp mà như ma nữ, nhớ hiểu kiểu gì. Người quá đẹp luôn. Kéo quần nó chạy luôn thì sao? Lại càng đông, lại càng đúng mình, đúng đủ rồi. Tớ à? Thằng Tớ vẽ xấu lắm. Con cá biết nói. Ok, không bốn chữ là đúng rồi, con cá ở đúng rồi. Này là cái này là con cu nam mù... cá con cu mù mắt đấy. Mù mắt à? Lại cái này rồi. Lại cô bé gì đây? Không hiểu luôn, cái cô bé của Tứ là nó luôn luôn là như thế này à? Luôn đi mẹ. Lông mày với hai con mắt ở đây. Nhấp. Nhấp. Nàng à? Nàng mà lại kêu bắt thế này. Nàng, nàng gì? Néo đi. Người đàn bà lực điền. Cái kia là ống tre. Nàng tiên ống tre là đéo phải rồi. Nàng bú ống tre. Nàng bú ống tre. Nàng bú ống tre gì nữa? Có chữ ú thì ố à? Nàng gì? Nó bảo nàng bú ống tre. Cái thằng này con đánh nhanh. Cái cuối là điếu cầy chứ. Đéo điếu cầy. Từ gì luôn tôi không tuân. Đéo hiểu tại sao phú một đấy. Thật đấy. Nhà con một bạn ơi. Nhưng mà đây là cái tác phẩm đéo nào? Cái này là cái này là kiểu quả lộ tôi đéo biết. Cái này là ở trong Nam. Còn ở ngoài Bắc thì là mình thường hay gọi là nàng tiên ống tre hoặc là nàng út ống tre. Trời ơi, đi tia cố lên. Nhưng mà em không hiểu út này tại sao lại là một đấy anh? Không phải không biết thật. Cái cô này bên Nhật gọi là cái sao sao út lại là một? Đúng rồi. Trưởng là trưởng mới là một chứ. Tử xài chứ. Ôi ơi, nhà đẻ có một đứa rồi con út luôn. Nhà cây du ye. Lúc nào mà tôi không tìm ra vắt thì tôi mới quay sang nhìn. Đúng rồi. Không nghe tác phẩm là từ chỗ nào luôn? Hay từ dài không? Ờ, từ dài không có. Đâu, Kaguya ở bên Nhật á là lấy ống tre ra xong từ rồi này. Lấy ống tre xong rồi sụp. Ờ. Quả lê. Từ đầu tiên là từ quả rồi. Đúng ạ, đây à, yeah. Không phải quả đâu anh ạ. Đây là con vật. Nhím à? Đấy con vật gì? Con cái này. Cái này con vật. Ừ, đúng kìa. Thằng Namech nó đã gần được rồi kìa. À. Ông em tay chính tả được không rồi nhá. Em biết rồi. À kính à, rồi. Ôi. Cái gì á? Rồi rồi, nhìn thấy biết rồi. Tôi chơi với bạn nhiều thì tôi bị làm sao? À. Đấy, bạn chưa được rồi à? Đây. Biết thế nào ta? Ơi con mẹ. Theo những cái chữ mà có thì là ra. Mẹ mất mẹ một tim oan. Viết sai chính tả viết nhanh quá. Mình cũng biết sai chính tả mất một phát. Cái từ đầu nó có thể là dạng được mà sáng được thì giờ dạ nhiều khi hay đánh hay đứng sai. Hai. Ờ giúp tôi một kìa. Thế là lại phải ấy Huyền à? Ba. Anh ơi. Em thích quá. Ôi. Ôi. Một tràng pháo tay. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Này thêm cái từ ư ư đằng sau. Tôi nói thật với Huyền luôn là kiểu